Hồ Chí Minh cũng như là Bình Dương. Hiệp một trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Australia đã bắt đầu. Đường xuất phát của Việt Nam gồm có số 1 thủ môn Ieli Nie, số 3 Võ Minh Trọng, số 5 Trần Hoàng Phúc, số 6 Hồ Khắc Lương, số 7 Nguyễn Xuân Bình, số 9 đội trưởng Bùi Tiến Sinh, số 10 Huỳnh Công Đến, số 11 Võ Nguyên Hoàng, số 12 Phan Tuấn Tài, số 15 Nguyễn Hiệp Nhật và số 12 là Vương Văn Huy. Pha tấn công rất nguy hiểm. Australia đã mở tỷ số ngay những giây đầu tiên. Một miếng đánh thẳng vào trung lộ. Hàng thủ Việt Nam đã lúng túng và Australia đã hoàn thắng rất sớm. Chúng tôi chưa kịp đọc đường xuất phát của Australia thì các cầu thủ đến từ xứ sở ruột túi đã mở tỷ số. Australia trong quá khứ từng 4 lần vô địch các giải U18, U19 của Đông Nam Á. Australia nhiều năm nay sinh hoạt bóng đá với cộng đồng của châu Á và hay tham dự các giải của Đông Nam Á. Họ đã 4 lần vô địch giải U19, chỉ kém Thái Lan vô địch 5 lần. Một pha càn lướt lấy được bóng và chọc khe đơn giản. Hậu vệ đội Việt Nam đã phối với nhau không tốt, đã không có sự bọc lót. Và đội bạn đã băng xuống trong một thế phòng ngự răng ngang của Việt Nam, dứt điểm gọn gàng. Thời gian trận đấu vẫn còn rất nhiều và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vừa rồi đã trấn an các học trò. Dù sao thì đây mới chỉ là giải đấu mà chúng ta thử nghiệm đội hình để chuẩn bị cho cái đích quan trọng nhất năm nay là vòng loại U19 châu Á. Cầu thủ vừa rồi đã mở tỷ số là số 17 Marco Tilio. Bàn thắng đầu tiên của Tilio ở giải đấu năm nay. Anh trở thành cầu thủ thứ 5 của Australia ghi bàn tại giải U18 Đông Nam Á. Cầu thủ ném biên là Võ Minh Trọng, tác giả của bàn mở tỷ số cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu Việt Nam vượt qua Malaysia 1-0. Minh Trọng vào sân từ ghế dự bị và đã ghi bàn thắng quý giá từ pha phạt góc bằng chân trái. Bóng đã lượn thẳng vào cầu môn. Hai cầu thủ trận trước không đá chính và đá chính ngày hôm nay là Minh Trọng, cầu thủ của Đồng Tháp, và Kim Nhật, cầu thủ của Viettel. Hoàng Phúc vẫn đang đá cặp trung vệ với Khắc Lương. Ở đường xuất phát ngày hôm nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có hai thay đổi đều nhằm vào những vị trí hậu công, với mong muốn là hàng công sẽ chơi tốt hơn, tận dụng cơ hội thành công hơn. Lúc này bộ khung thủ môn, hậu vệ, tiền vệ phòng ngự và trung phong được giữ nguyên. Pha ném biên của Thomas Kevin. Đường xuất phát của 18 Australia ngày hôm nay gồm có số 1 thủ môn Noah James, số 2 Thomas Kevin, số 3 Alex Mills, số 4 Christian Popovic, số 5 Thomas Pay, số 6 Darigo, số 11 Lognandin, số 13 đội trưởng Kai Trewin, số 17 cầu thủ mở tỷ số Tidio, số 19 Gianluca Angelo và số 20 là Lasman Brook. Trong cầu môn của 18 ngày hôm nay vẫn là thủ môn Ieli Nie, thủ môn của đội Đắk Lắk. Anh là cầu thủ người dân tộc Ede. Có thể nói việc Thái Lan bất ngờ thất bại với tỷ số 3-4 trước Campuchia
là một bất ngờ và rất thuận lợi với U18 Việt Nam. Lúc này trận đấu giữa Malaysia và Singapore ở bảng B cũng đã kết thúc. Malaysia, đội thua Việt Nam trong ngày ra quân, đã thắng Singapore với tỷ số 3-1. Như vậy là đang có những kết quả thuận lợi cho U18 Việt Nam. U18 Singapore ngày ra quân đã cầm hòa Thái Lan 1-1. Như vậy là Thái Lan sau 2 trận đấu mới chỉ được 1 điểm. Và đặc biệt trận thua Campuchia với tỷ số 3-4 là trận thua có thể nói là chấn động. Băng đội trưởng U18 ngày hôm nay vẫn thuộc về số 9 Bùi Tiến Sinh, cầu thủ của Viettel. Tiến Sinh là vị trí hậu công duy nhất còn được giữ lại so với trận đấu trước. Các thủ Việt Nam vẫn đang vận hành theo sơ chiến thuật 4-2-3-1. Cách đây 2 ngày đúng thời điểm U18 Việt Nam thắng U18 Malaysia 1-0 thì U15 Việt Nam đã thua U15 của Malaysia với tỷ số 1-2 tại bán kết giải U15 Đông Nam Á diễn ra ở Thái Lan. Văn Huy, hậu vệ cánh phải của U18 Việt Nam, đội bàn to cao và rất khỏe. Cầu thủ Việt Nam cần phải có được sự liên lạc tốt giữa các vị trí chơi thanh thoát thì mới có thể đối chọi được với Australia thể hình vượt trội. Cầu thủ đá phạt góc là Tiến Sinh, cầu thủ thuận chân trái. Tình huống để mất bóng rất nguy hiểm. Rất may hậu vệ Việt Nam đã kịp lùi về và can thiệp. Tình huống lùi về của hậu vệ cánh phải Văn Huy. Cầu thủ Việt Nam cần phải chuyền bóng an toàn ở sân nhà. Cầu thủ Australia có thể hình tốt, khả năng càn lướt, và nếu cướp được bóng ở sân đối bạn, họ có thể ập xuống và lập tức tạo ra những pha sóng gió. Thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu, thẻ vàng dành cho Christian Popovic. Phút thứ 9 hiệp 1 trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Australia, trận đấu tại giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Ngay ở những giây đầu tiên, Australia đã mở tỷ số do công của Marco Tilio. Bóng đá Australia trước đây từng có một cầu thủ cũng mang họ Popovic. Popovic là một tiền vệ từng thi đấu tại châu Âu. Sau trận thắng vất vả trước Malaysia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không hài lòng. Ông nói rằng Việt Nam chỉ chơi tốt trong hiệp 1. Hiệp 2 có những thời điểm đã để mất thế trận, để cho Malaysia tạo ra những cơ hội trông thấy và chỉ thắng một cách may mắn nhờ tình huống phạt góc. Bóng lập bập đi vào lưới của Minh Trọng. Đó là pha bóng mà cầu thủ đứng ôm cột gần bên phía Malaysia đã mất cảnh giác. Pha
ném biên của Minh Trọng. Cần phải rất cảnh giác về những đường truyền trung bình và dài của Australia. Những pha bóng tạo thời cơ cho cao thủ chứng tỏ khả năng cán lướt. Đây là Brook, tiền đạo mà Việt Nam phải rất cảnh giác. Anh là tác giả hai bàn thắng vào lưới U18 Campuchia ở lượt đấu trước. Có thể nói ít ai ngờ một đội Campuchia thua đậm Australia 1-5 lại có thể thắng Thái Lan với tỷ số 4-3. Những năm gần đây bóng đá Việt Nam đều đã có kết quả tốt khi đối đầu với Australia, đặc biệt là nhóm các đội trẻ. U19, U23 đều đã từng thắng Australia. Tại các giải U19 châu Á, Australia chưa từng vô địch, một lần về nhì vào năm 2010. Tình huống xử lý của Thomas Pay. Australia rõ ràng là muốn Việt Nam cùng với mình sa vào cuộc đấu thể lực. Và đó sẽ là điều rất nguy hiểm với cầu thủ Việt Nam, sẽ nhanh bị phá sức. Lại là một pha tấn công chọc thẳng vào trung lộ. Trợ lý trọng tài đã không căng cờ báo về vị và 2-0 cho Australia. Hai bàn thắng đều từ những pha bóng sộc thẳng vào trung lộ và chọc khe, tận dụng sự lúng túng không bọc lót giữa hai trung vệ. Tốc độ được đẩy lên rất cao. Lần này Tilio đóng vai trò kiến tạo, người ghi bàn là Lexman Brook, pha ghi bàn thứ 3 của anh ở vòng đấu bảng của giải năm nay. U18 Australia đang chứng tỏ sức mạnh. Cách đây gần 20 năm khi mà các đội tuyển trẻ của Việt Nam lần đầu được thành lập, thì bóng đá Australia đã từng có một đội trẻ sang Việt Nam du đấu. Đó là U18 Vasta sang thi đấu với U18 Việt Nam vào khoảng cuối năm 2000. Trận đấu diễn ra tại sân hàng đẫy. Bóng đá Việt Nam hội nhập quốc tế kể từ SEA Games năm 91. Nhưng đến năm 99 mới bắt đầu tham dự vòng loại Thế vận hội. Và sau đó thì một loạt đội bóng trẻ mới được thành lập để đá các giải quốc tế trẻ. Phạt góc cho Australia. Thêm một tình huống chúng ta phải rất cảnh giác trước thể lực và chiều cao của cao thủ Australia. Phút thứ 15 hiệp 1 của trận đấu, U18 Australia đang dẫn 2-0 với các bàn thắng của Marco Tilio và Lexman Brook. Đường truyền của Công Đến. Công Đến và Xuân Bình vẫn đang là bộ đôi tiền vệ trung tâm. Minh Trọng. Những trận đấu như này sẽ giúp cho U18 Việt Nam trưởng thành hơn rất nhiều.
bóng đá không phải là môn thể thao số 1 ở Australia, nhưng đây là một đội bóng đẳng cấp của AFC, đã nhiều lần giữ World Cup. Cầu thủ đá phạt góc là Huỳnh Công Đến, cầu thủ của lò PVF. Bóng vòng vào trong. Pha bắt bóng chính xác của thủ môn No Jem. Thi đấu với đối thủ như Australia, cầu thủ Việt Nam cần phải có được sự liên lạc trong cách chơi. Phải liên lạc được với nhau và để lộ ít khoảng trống. Lúc này Lexman Brook vẫn là người đá cao nhất trên hàng công của U18 Australia. Văn Huy. Cơ bản đến lúc này cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, cố gắng liên lạc với nhau. Hai bàn thua đều đến từ những pha bóng có thể nói là lỗi kèm người của các trung vệ, thiếu bọc lót cho nhau. Minh Trọng. Văn Huy. Tình huống dâng lên rất cao của hậu vệ cánh phải Văn Huy. Trong trận đấu với U18 Malaysia, cặp hậu vệ biên của Việt Nam là Văn Huy bên phải và Tuấn Tài bên trái thường xuyên dâng cao. Đặc biệt là Văn Huy tấn công rất nhiều. Thomas Pay. Pha xử lý có phần lúng túng của Ielinie. Hết sức nguy hiểm. Không nên đá mạo hiểm ở sân nhà như vừa rồi. Cú đá thẳng về cầu môn của thủ môn Ielinie. Pha xử lý của Marco Tilio, tác giả bàn mở tỷ số ngay những giây đầu tiên. Đội Việt Nam cũng đã có hai tình huống dứt điểm về cầu môn của thủ môn No Jem. Huấn luyện viên trưởng của U18 Australia Peter Van Egun là một người Hà Lan. Bóng đá Australia từng bén duyên với những nhà cầm quân Hà Lan. Điển hình là Guus Hiddink. Popovic. Cầu thủ Việt Nam đang cố gắng đeo bám bắt người ngay bên phần sân của U18 Australia. Cần phải rất cảnh giác với những pha bóng như thế này. Khoảng trống. Chuyển ngược lên. Cầu thủ đã chuyền ngược lên là Lốc Nandin. Lối chơi của U18 Australia đơn giản, tuy nhiên vẫn có độ hóc hiểm trong những pha phối hợp. Cầu thủ xử lý kỹ thuật chân phương, nhưng vẫn có những miếng đánh của mình.
Trên hàng công Australia, bộ đôi Marco Tilio và Lexman Brook luôn có sự liên lạc. Đó cũng là những người đá cao nhất trên hàng công của U18 Australia. Đến lúc này theo cảm giác của chúng tôi thì U18 Australia chính là đội bóng mạnh nhất ở bảng B của giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Nhìn chung thì U18 Việt Nam đang chơi đúng ý đồ chiến thuật của ông Hoàng Anh Tuấn. Hai bàn thua đều đến từ những pha bóng mà Australia đã xuất sắc trong việc phát huy khả năng càn lướt để đánh thẳng vào trung lộ. Cũng là một kiểu tấn công mà Việt Nam ít gặp. Bóng đá Việt Nam không có nhiều những pha đánh vỗ mặt theo cách như vậy. Đường truyền không chính xác của Nguyên Hoàng. Phép lợi thế cho Australia. Rất mạch lạc. Rất nỗ lực. Nhưng bóng đã ra ngoài sân. Tại các giải U18, U19, Đông Nam Á, Australia từng 4 lần vô địch vào các năm 2006, 2008, 2010 và 2016. Việt Nam từng 1 lần vô địch giải U19 Đông Nam Á vào năm 2007. Bên cạnh đó là 4 lần xếp thứ 2 và 2 lần giành giải 3. Angelo. Các đội bóng của Australia đều có khá nhiều những cái tên gốc Italia. Cộng đồng Italia rất đông đảo ở Australia và họ chính là những người mang môn bóng đá đến châu Úc. Danh thủ nổi tiếng của Italia một thời là Christian Vieri, là một người sinh ra lớn lên trên đất Úc. Sau đó thì Vieri đã trở về cố hương để thi đấu. Khi tập đội năng khiếu thì Christian Vieri cùng đội với thủ môn kỳ cựu Mark Schwarzer. Đường truyền của Xuân Bình. Tilio rất khéo léo. Pha bóng rất sáng tạo. Suýt nữa tỷ số được lên 3-0 cho U18 Australia. Có thể thấy là trong đội hình của U18 Australia, những người chơi sáng tạo kỹ thuật nhất chính là những cái tên gốc Italia. Quả phạt góc cho U18 Australia. Vừa rồi là một pha cứu thua của thủ môn Ie Linie. Bóng vòng vào trong hết sức nguy hiểm.
thêm một quả phạt góc cho U18 Australia. Cầu thủ đá phạt góc là Gianluca Angelo. Cú đá ở tầm thấp. Angelo không thể đi bóng vào trong. Văn Huy phía trên đã không còn ai. Thomas Kevin, Thomas Bay. Cầu thủ áo vàng đang bị đau là Alex Mills. Công đến. Trong trận đấu gặp Malaysia, Công đến đã chơi khá hay. Đánh chặn tốt và có những pha bóng tổ chức ở cự ly trung bình, chính xác cũng như thông minh. Alex Mills vẫn đang nằm trên sân. Chúng ta xem một lần nữa pha va chạm giữa Mills và Văn Huy. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình cơ số VC. Trận đấu tại giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media giữa hai đội Việt Nam và Australia. U18 Australia lúc này đang dẫn với tỷ số 2-0. Nhà tài trợ chính của giải U18 Đông Nam Á năm nay là công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media. Các trận đấu của giải được chúng tôi phát sóng trên kênh VTC1, Việt Nam Journey, ngoài ra là hệ thống phát thanh VOV2. Khán giả cũng có thể theo dõi trên hệ thống Digital, YouTube của VFF, YouTube của Nextsport và fanpage của Nextsport. Việt Nam đang cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ là 52%. Tuy nhiên trong bóng đá, thời gian kiểm soát bóng không có nghĩa lý gì. Hoàng Phúc công đến. Văn Huy. Thành phần của U18 Việt Nam dự giải Đông Nam Á năm nay, ngoài cao thủ được tuyển chọn từ các giải U17 và U19 quốc gia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn tuyển mộ thêm một số cầu thủ từ các trung tâm. Thời gian gần đây thì ban các đội tuyển của VFF phối hợp với các trung tâm đào tạo tương đối tốt để có thể sàng lọc và tuyển chọn ra những tài năng. Lúc này cũng đang có một đội U23 tập trung tại Hà Nội. Và đó là điều rất cần thiết để tạo ra sự cạnh tranh. Những cầu thủ cứng nhất của đội tuổi U23 dự SEA Games đang thi đấu tại V-League. Tuy nhiên vẫn cần những người kế cận, sẵn sàng thay thế và tạo ra áp lực cạnh tranh. Trong tháng 8 thì U23 sẽ tập trung 2 lần. Tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng với U18 Australia. U18 Việt Nam để thua 2 bàn từ những tình huống có thể nói là đáng tiếc. Trong khi chúng ta giữ được một thế trận tốt thì lại để thua 2 bàn cùng một kịch bản. Đội bàn đánh thẳng vào trung lộ và chuyền bóng qua khe của các hậu vệ.
Pha đi bóng của Angelo. Trung vệ Hoàng Phúc phạm lỗi. Đứng trước bóng là Angelo và Brook. Gianluca Angelo. Pha bắt bóng không an toàn của Ielinie. Australia đã có 4 tình huống dứt điểm trúng cầu môn, với Việt Nam là 2. Lesman Brook. Công đến. Phạm lỗi. Pha phạm lỗi nguy hiểm. Sẽ có thẻ vàng dành cho Tilio. Thẻ vàng là chính xác. Đó là tình huống mà nếu công đến vượt qua Tilio có thể sẽ tạo ra một pha bóng nguy hiểm, một đợt tấn công sáng nước. Tilio là cầu thủ mang trong mình dòng máu Italia. Trong quá khứ bóng đá Australia cũng có rất nhiều cầu thủ gốc Ý hoặc áo đội tuyển. Cho đến trước năm 2006 thì bóng đá Australia có giải quyền quốc gia, nhưng chỉ chơi theo hình thức bán chuyên nghiệp. Sau World Cup 2006, World Cup mà Australia lọt vào vòng 2, bóng đá xứ chuột túi mới có giải vô địch quốc gia theo hình thức chuyên nghiệp. Đến bây giờ thì những thành phố duyên hải ở phía nam Australia, những trung tâm kinh tế lớn vẫn là những nơi bóng đá phát triển mạnh như là Melbourne, Sydney và Brisbane. Angelo. Cú đá rất nguy hiểm. 3-0. Tình huống nhìn chúng ta thấy là rất khó với thủ môn Ielinie. Cú đá khá bất ngờ, lực mạnh. Thủ môn 18 Việt Nam đã không thể bắt dính. Marco Tilio, cầu thủ mang áo số 17, Marco Tilio ghi bàn thắng cho đội Australia. Angelo là người đã tung ra cú đá hết sức khó chịu. Cú đá mạnh và bóng đi ở một tầm rất khó chịu với thủ môn. Rất khó bắt dính. U18 Việt Nam đang để đối phương dẫn 3 bàn, tuy nhiên về thế trận thì cũng không đến nỗi thất vọng. Chỉ có thể nói là đẳng cấp của Australia vượt trội. Pha ghi bàn thứ 2 trong trận đấu của Tilio. Không được. Kim Nhật đã không theo kịp bóng. Ở các giải U19 châu Á, Australia từng về nhì, còn Việt Nam thành tích cao nhất mới chỉ là vào bán kết. Giải U19 Đông Nam Á cũng như U18 Đông Nam Á, Australia từng 4 lần vô địch, Việt Nam mới chỉ đăng quang 1 lần thôi. Kim Nhật. Pha xử lý không chuẩn.
và đã không thể có một quả tạt thành công. Chúng ta xem lại pha xử lý của Kim Nhật. Kim Nhật đã bị trượt chân trụ, cũng là một pha xử lý thiếu kinh nghiệm trong một tình huống mà không có ai theo sát Kim Nhật. Từ khi Australia có giải bóng đá nhà nghề thì các đội Sydney và Melbourne Victory đều đã 4 lần vô địch. Sydney là câu lạc bộ đương kim vô địch Australia, vô địch mùa giải 2018-2019. Mùa giải mới của ông Đa Úc đến tháng 10 mới diễn ra. Bóng đá Úc thi đấu theo mùa giải giống như châu Âu, bắt đầu vào mùa thu và kết thúc vào đầu mùa hè. Lương. Công đến. Pha xử lý của đội trưởng Tiến Sinh. Cổ động viên Australia. Hiện nay có khá nhiều người Australia sinh sống, học tập và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 5 trận đấu tại vòng bảng thì Việt Nam đá 4 trận ở Thành phố Hồ Chí Minh, 1 trận ở Bình Dương. Kim Nhật. Văn Huy. Không có ai theo để phối hợp. Nguyên Hoàng quá đơn độc. Thêm một cơ hội để cầu thủ Việt Nam trưởng thành hơn trước đối thủ rất mạnh là U18 Australia. Quả phá góc thứ 3 dành cho U18 Việt Nam. Một pha đỡ bóng không chuẩn. Lại là một miếng đánh nhanh thẳng vào trung lộ. Rất may là đã có pha đánh chặn kịp thời của Khắc Lương. Lexman Brook. Pha xử lý rất cơ bản. Đi bóng và chuyển sang chân trái dứt điểm của Lexman Brook. Minh Trọng. Công đến. Văn Huy. Kim Nhật. Mật độ thi đấu của giải U18 Đông Nam Á Cup Nick Media là 2 ngày một trận.
Các huấn luyện viên chắc chắn là phải có sự xoay tua cầu thủ để kịp hồi phục thể lực. Đây cũng là dịp để huấn luyện viên Anh Tuấn có thể kiểm tra, thử nghiệm nhiều cầu thủ. Cái đích lớn nhất của lứa cầu thủ này trong năm nay là vòng loại U19 châu Á diễn ra vào tháng 11. Việt Nam đăng cai bảng đấu có đội chủ nhà. Trong bảng đấu này thì mạnh nhất là đội tuyển Nhật Bản. Cơ hội sút bóng. Rất tiếc là bóng lại đi ra ngoài. Cơ hội quá tốt đã đến với U18 Việt Nam. Đường chuyền phát động của Công đến. Pha dùng đầu chuyền bóng rất hay. Rất tiếc là cú đá chân trái lại không trúng đích. Tuy nhiên những pha bóng như vừa rồi sẽ khiến cho cầu thủ Việt Nam lên tinh thần. Một cơ hội trông thấy đầu tiên đã được tạo ra trước cầu môn của Australia. Thêm một thẻ vàng dành cho U18 Australia. Thẻ vàng dành cho hậu vệ cánh trái Thomas Pay. U18 Australia đã phải nhận 3 thẻ vàng. Văn Huy không kịp. Ở bảng G của vòng loại giải U19 châu Á, bảng đấu Việt Nam đăng cai, ngoài Việt Nam và Nhật Bản còn có các đội Mông Cổ và Guam. Nhật Bản đương nhiên là đối thủ khó chơi nhất. Rất nhịp nhàng. Văn Huy. Với rất nhiều cầu thủ Việt Nam thì trước khi gặp Australia, chúng ta chưa phải gặp những đối thủ nào to cao như thế này. Có những pha bóng ở tầm bóng mà với Đông Nam Á là thành công, nhưng với đội bạn Australia là không thành công. Sức dướn và tầm với khác hẳn. Đây là một pha lên bóng nguy hiểm. Angelo đã không thể vượt qua Hoàng Phúc. Nguyên Hoàng. Phan Tuấn Tài. Minh Trọng. Ngày hôm nay Minh Trọng đá chính, thi đấu vị trí hậu vệ trái. Phan Tuấn Tài được đẩy lên đá cao hơn trong vai trò mũi tấn công bên cánh trái. Tuy nhiên đến lúc này hậu vệ phải của Australia đã chơi rất tốt. Văn Huy. Công đến. Tình huống xử lý có phần vội của Tiến Sinh. Hiệp 1 của trận đấu có 2 phút bù giờ. Hiệp 1 trận đấu có 2 phút bù giờ. Nguyên Hoàng. Rất nhịp nhàng. Những pha chuyền vào đều bị cắt đứt bởi cao thủ to cao
chơi mô phỏng rất tốt của Australia. Không được. U18 Việt Nam vẫn đang chơi rất tốt về tinh thần, đang tạo ra một thế trận lấn sân. Tất nhiên khi mà tỷ số đã là 3-0 thì Australia cũng đã trùng xuống. Phạt góc cho U18 Việt Nam. Bàn thắng đầu tiên của U18 Việt Nam ngày hôm nay. Có thể nhận thấy diễn viên điện ảnh Hoàng Sơn, một người rất yêu bóng đá. Khán giả Việt Nam đã có hội chứng kiến bàn thắng đầu tiên vào lưới U18 Australia. Kim Nhật đã chuyền bóng vào rất chính xác. Pha đánh đầu hiểm hóc. Bàn thắng của tiền đạo cắm Nguyên Hoàng. Không có cơ hội cản phá với thủ môn Nojem. Bàn thắng đến rất đúng thời điểm ở cuối hiệp 1. Pha ghi bàn vừa rồi chắc chắn sẽ khiến cho hiệp 2 sôi nổi hơn. Trọng tài người Lào Suey Vong Kham đã nổi còi. Khép lại hiệp 1 trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Australia. Trận đấu ở bảng B của giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Hết hiệp 1, Australia tạm dẫn 3-1. Trong ba bàn thắng của U18 Australia thì Marco Tilio ghi hai bàn. Bàn còn lại do công của Lexman Brook. Ở những giây cuối hiệp 1, Võ Nguyên Hoàng đã đánh đầu dùng ngắn tỷ số xuống 1-3. Hy vọng hiệp 2 Việt Nam sẽ chơi khởi sắc hơn và... Chúng ta cùng trở lại với sân nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hiệp 2 trận đấu giữa hai đội U18 Việt Nam và U18 Australia. Trận đấu ở bảng B của giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, U18 Australia tạm dẫn với tỷ số 3-1. Đội bàn đã dẫn trước 3-0. Trong những pha bóng mà cầu thủ Việt Nam đã bị bất ngờ, những pha bóng đẳng cấp của cầu thủ Australia. Thực tế là trong hiệp 1 Việt Nam không quá lép vế. Những bàn thua đều đến từ các pha bóng đáng tiếc, những tình huống mà cầu thủ Việt Nam chắc chắn là ít gặp ở các giải đấu trong nước. Cuối hiệp 1 đội Việt Nam đã chơi tốt và có bàn thắng dưới tỷ số xuống 1-3. Đường chuyền vào khá nguy hiểm. Có thể nói bàn thắng ở cuối hiệp 1 đã giúp chúng ta có thêm hy vọng trong hiệp 2 này. Hiệp đấu dự báo là sôi nổi. Cầu thủ đá phạt góc là Công Đến. Đến lúc này cả hai bên đều chưa thay người. Pha cắt mặt đánh đầu. Đó là Phan Tuấn Tài. Ở trận đấu ngày hôm nay khi mà Minh Trọng đá chính ở vị trí về trái thì Tuấn Tài được đẩy lên đá cao hơn như một mũi công ở bên cánh trái. Trong hiệp 1 của trận đấu, bàn thắng duy nhất của Việt Nam đến từ pha đánh đầu của Nguyên Hoàng sau đường chuyền vào tốt của Kim Nhật. Quả phạt cho U18 Australia. Chúng tôi xét lại là ở trận đá sớm chiều nay, U18 Thái Lan bất ngờ thua U18 Campuchia với tỷ số 3-4. Tiếp sau đó là trận đấu Malaysia thắng Singapore 1-0.
đang có những kết quả rất thuận lợi cho Việt Nam ở bảng B. Tình huống xử lý kỹ thuật. Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng vẫn đang thi đấu vị trí tiền đạo cắm. Thi đấu với Australia, cầu Việt Nam cần phải đá nhanh, tránh va chạm. Những pha va chạm sẽ khiến mất sức nhiều. Khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình cho U18 Việt Nam. Có thể nói bàn thắng ở cuối hiệp 1 đã thắp lên những tia hy vọng. Chuyền vào. Bộ đôi trung vệ của Việt Nam lúc này vẫn là Hoàng Phúc và Khắc Lương. So với trận ra quân gặp Malaysia thì ngày hôm nay Hoàng Anh Tuấn có hai chế đổi ở đường xuất phát. Kim Nhật thay Xuân Tạo và Minh Trọng thay Mạnh Quỳnh. Đều là những sự điều chỉnh ở vị trí hậu công. Công đến đá phạt góc. Đánh đầu. Không chia bóng không được gọn gàng. Tiếp theo là một pha phạm lỗi. Chắc chắn là thẻ vàng. Nếu không phạm lỗi thì Australia có thể sẽ có pha lên bóng nguy hiểm. Vừa rồi là thẻ vàng đầu tiên dành cho U18 Việt Nam. Ở hiệp 1 có 3 vị trí của Australia phải nhận thẻ vàng là Popovic, Tilio và Thomas Pay. Minh Trọng trượt chân và sau đó đã phạm lỗi để rồi phải nhận thẻ vàng. U18 Việt Nam chuẩn bị thay người. Vào sân sẽ là Vũ Tiến Long. Vũ Tiến Long là cầu thủ của Hà Nội. Vũ Tiến Long vào sân thay cho Vương Văn Huy. Sự thay đổi người ở vị trí về cánh phải. Replaced by player number 2, Vũ Tiến Long. Đội Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 2, Vũ Tiến Long vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 22, Vương Văn Huy. Trong hiệp 1 của trận đấu, bàn thắng đưa tỷ số lên 3-0 cho Australia được ghi từ một pha sút xa. Thủ môn Linier đã đá bóng không dính và Búp và Tidio đã dứt điểm thành công. Rất đáng tiếc, cú đá trượt. Pha xử lý của trung vệ Khắc Lương.
Thomas Kevin, hậu vệ cánh phải của Australia. Trong hiệp 1, Kevin đã chơi hiệu quả, cản phá được nhiều những pha lên bóng ở cánh trái của U18 Việt Nam. Pha dốc bóng của Tuấn Tài. Công đến, sút bóng, cú đá rất mạnh. Những nỗ lực rất đáng khen ngợi của U18 Việt Nam. Pha để mất bóng nguy hiểm của Xuân Bình. Xuân Bình công đến. Một pha xử lý tốt của công đến. Võ Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng đã không thể lừa được đội trưởng đội bạn là Trewin. Nguyên Hoàng sử dụng pha đi bóng theo kiểu đòn gánh, nhưng Trewin đã kịp cảnh giác. U18 Việt Nam vẫn đang tạo ra được thế trận lấn sân, gây sức ép tốt. Vẫn là công đến đá phạt góc. Đánh đầu, không vào. Rất tiếc là bóng lại đi ra ngoài. Tình huống lên tấn công của trung vệ Hoàng Phúc. Cả hai trung vệ của U18 Việt Nam đều có chiều cao tốt, Hoàng Phúc và Khắc Lương. Phan Tuấn Tài. Đường chuyền vào của Nguyên Hoàng. Một tình huống mà Nguyên Hoàng tiền đạo cắm đã dạt sang bên trái và chuyền vào cho đồng đội. Cũng từ phòng giống như vừa rồi nhưng ở bên cánh phải, Nguyên Hoàng đã ghi bàn bằng pha đánh đầu rất đẹp. Công đến. Xuân Bình chuyển nhanh. Phan Tuấn Tài. Cánh trái Việt Nam đã phát huy được nhiều. Những phút đầu hai, cánh trái U18 Việt Nam đã chơi xuất sắc với những pha phù hợp giữa Minh Trọng, Tuấn Tài và cả những pha dạt sang bên trái của tiền đạo cắm Nguyên Hoàng. U18 Việt Nam vừa thay cầu thủ thứ hai, Xuân Tạo, cầu thủ của Đà Nẵng vào sân thay cho Kim Nhật. Ngày hôm nay Kim Nhật đã chính thay cho chính Xuân Tạo. Và bây giờ Xuân Tạo đã trở vào sân để thay cho Kim Nhật. Vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 15 Nguyễn Kim Nhật. Công đến. Ở tuyến giữa U18 Việt Nam, công đến đang chơi trong vai trò một tiền vệ tổ chức. Thomas Kevin. Thank you.
Thomas Kevin. Trong hiệp hai này, sau khi Xuân Huy rời sân thì cánh trái là tấn công chủ lực của U18 Việt Nam. Xuân Tạo đã phạm lỗi. Xuân Tạo là cầu thủ đã tỏa sáng ở các giải U19 và U19 quốc tế đầu năm nay. Xuân Tạo nhỏ người, nhanh và rất kỹ thuật. Xuân Tạo đã giành hàng loạt danh hiệu ở giải U19 quốc tế tổ chức tại Nha Trang vào cuối tháng 3 năm nay. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang giữ được tinh thần rất tốt. Đó là điều để chúng ta có thể hy vọng. Pha chuyền hỏng rất đáng tiếc. Brook. Thomas Kevin. Đường chuyền của đội trưởng Trewin. Thomas Kevin. Đối mặt. Không vào. Pha cản phá tốt của Ielinie. Những tình huống nóng bỏng của hai đội từ đội hai đều diễn ra ở bên cánh trái của U18 Việt Nam, tức là cánh phải của U18 Australia. Người đá phạt góc là tiền đạo Lexman Brook, cầu thủ đã có 3 bàn thắng ở giải đấu năm nay. Pha dứt điểm không chính xác. Những tình huống như vừa rồi luôn khó khăn với thủ môn và trung vệ của U18 Việt Nam, bởi vì đội bạn to cao. Có những tình huống biết trước rồi, tuy nhiên không dễ để hóa giải. Khắc Lương. Trong buổi chiều nay, U15 Việt Nam có trận đấu tranh giải ba với U15 Indonesia, đối thủ từng thắng chúng ta 2-0 vòng bảng. Cầu thủ Việt Nam cuối cùng đã thua trong loạt đá luân lưu. Trước đó thì hai đội đã hòa không đều ở thời gian chính thức. Khi đá luân lưu, U15 Việt Nam thua 2-3. Phá bứt tốc của Xuân Tạo. Minh Trọng. Băng đội trưởng U18 Việt Nam vẫn thuộc về Bùi Tiến Sinh, cầu thủ của Viettel. Tiến Sinh là vị trí hậu công duy nhất được giữ lại trong đội hình chính ngày hôm nay. Trận đấu đã có tất cả 16 lỗi, trong đó 9 lỗi thuộc về Australia. Pha phạm lỗi, quả phạt cho U18 Việt Nam. Lối của về cánh phải Thomas Kevin. Ừ.
pha cứu bóng nỗ lực. Khắc Lương Công Đến, pha xử lý bị lỗi của Công Đến. Công Đến vẫn đang là một trong vị trí chơi tốt nhất của U18 Việt Nam. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình cơ số VC trận đấu tại giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media giữa hai đội Việt Nam và Australia. Tỷ số vẫn đang là 3-1 nghiêng với U18 Australia. Pha xử lý của Minh Trọng. Lúc này chúng tôi đang gửi đến khán giả trận đấu trên các kênh truyền hình VTC1 và Vietnam Journey. Bên cạnh đó là các kênh phát thanh VOV1 và VOV2. Các bạn có thể theo dõi trên hệ thống digital ở YouTube của VFF, YouTube của Nextsport và fanpage của Nextsport. Phạt góc cho U18 Việt Nam. Phan Tuấn Tài. Xuân Bình. Những điều gây sức ép có thể nói là sẽ mang lại nhiều tác dụng với U18 Việt Nam. Đã có những lúng túng nhất định nơi hàng phòng ngự của U18 Australia. Một tình huống xử lý bóng không được chuẩn của Tiến Long. U18 Australia thay người. Vào sân là Leighton Brook. Substitution for Australia. Player number 19, Gianluca Angelo Iannucci. Leighton Brook vào sân thay cho Gianluca Angelo. Leighton Andrew Tanabe Brooks. Đội Australia. Như vậy là trên sân lúc này Australia có hai cầu thủ mang họ Brook. Đó là Kelavan Lesman Brook và cầu thủ mang sân Leighton Brook. Gianluca Angelo Iannucci. Minh Trọng dứt điểm không được, rất đáng tiếc. Nếu nhanh một chút thì có thể đã là bàn thắng. Cầu thủ U18 Việt Nam đã bị chuột rút. Huấn luyện viên người Hà Lan Peter Van Eckhout không hài lòng. U18 Việt Nam đang chơi lấn lướt cầu thủ U18 Australia. Pha xử lý của Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài đã rất nỗ lực ở tiếng vừa rồi. Phan Tuấn Tài đã mất 2 nhịp để chỉnh bóng, sau đó mới có thể tung ra cú sút. U18 Việt Nam đã thay 2 cầu thủ, còn Australia mới thay 1 người. Hiện nay từ Việt Nam có đường bay thẳng đi Sydney và Melbourne, rất thuận lợi cho việc di chuyển của các cổ động viên cũng như cầu thủ Australia.
Minh Trọng. Pha đi bóng bị lộ của Võ Nguyên Hoàng. U18 Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng. Substitution for Vietnam. Vào sân là number 12, Phan Tuấn Tài. Replaced by Phạm Văn Hữu. Vào sân thay cho Phan Tuấn Tài. Phạm Văn Hữu. Đội Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 19, Phạm Văn Hữu vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 12. Cầu thủ mới vào sân là người Phạm Văn Hữu. Là cầu thủ của Đà Nẵng. U18 Việt Nam đã hết quyền thay người, đã thay đủ cả 3 cầu thủ được phép. Cú đá từ xa, không vào. Pha dứt điểm hết sức bất ngờ nhằm vào góc hiểm. Không phải là bàn thắng nhưng đó chắc chắn là một pha bóng rất đáng biểu dương. Quả đá từ cự ly gần 40m. Pha dứt điểm táo bạo của Xuân Bình. Vừa rồi cầu thủ số 2 Thomas Kevin của U18 Australia đã phải nhận thẻ vàng. Thẻ vàng thứ 4 dành cho Australia. Tiến Sinh. Khắc Lương. Hoàng Phúc. Minh Trọng. Đánh đầu. Không vào. Cầu thủ Việt Nam đã tạo ra những quả tạt bóng có điểm rơi, tạo điều kiện cho cầu thủ phía trong có thể băng cắt đánh đầu. U18 Australia thay cầu thủ thứ hai. Rời sân là Lúc Nan Đin. Vào sân là số 8 Fabian Monge. Player number 11 Lachlan Dean Constable replaced by player number 8 Fabian Andres Monch. Đội Australia có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 8 Fabian Andres Monch vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 11 Lachlan Dean Constable. Trước huấn luyện viên người Hà Lan Peter Van Eckhoorn thì đã có khá nhiều huấn luyện viên đến từ xứ sở hoa tulip làm việc ở Australia. Nổi tiếng nhất là Gus Hiddink, người đã dẫn dắt đội tuyển Australia lọt vào vòng 2 của World Cup 2006. Tại vòng 2 World Cup 2006, Australia đã gặp Italia, có một trận đấu xuất sắc. Tuy nhiên cuối cùng đã gục ngã sau một quả penalty tưởng tượng. Cú ngã rất đẹp của Grosso mang lại quả penalty cho Italia và Totti đã đá thành công. Đó là thất bại cay đắng của Australia trước Italia ở vòng 16 đội World Cup 2006. Đường chuyền của Xuân Bình. Thomas Bay. Australia chuẩn bị thay cầu thủ cuối cùng.
Cầu thủ sẽ vào sân bên phía Australia là Ruiz Diaz. Cầu thủ bị đau là Thomas Kevin Aquila. Phút thứ 75 của trận đấu. 3-1 cũng là tỷ số của hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay. Từ đầu hiệp 2, Việt Nam đã tăng sức ép tốt nhưng chưa thể có bàn thắng thứ hai. Hiện nay giải vô địch quốc gia của Việt Nam V-League 2019 đang diễn ra hết sức sôi nổi. Có những nét tích cực ở giải đấu năm nay. Ngoài sự bám đuổi Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì những trận đấu khác trước đây vốn không quan trọng cũng rất quyết liệt. Thường xuyên có các bàn thắng ở cuối trận. Khán giả đến sân đông. Đó thực sự là những nét rất đáng mừng. Như vậy là không phải số 10 Ruiz Diaz vào sân. Thomas Kevin bị đau và có thể huấn luyện viên Van Nistelrooy sẽ tính toán những sự thay đổi người khác. Vào sân là số 16 Bradley Garechik. Substitution for Australia. Player number 2, Thomas Kevin Aquilina. Dưới sân là Thomas Kevin Aquila. Bradley Garechik. Đội Australia có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 16, Bradley Garechik, vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 2, Thomas Kevin Aquilina. The number of spectators today is 4,535. Có 4,535 khán giả dự khán trận đấu ngày hôm nay. Minh Trọng ném biên. Minh Trọng vẫn đang thi đấu vị trí về trái. Khắc Lương. Đường truyền của trung vệ Hoàng Phúc. Rất tiếc là đã việt vị. Xuân Tạo đã việt vị. Thẻ vàng dành cho cầu thủ mới vào sân thay người Garechik. Thẻ vàng thứ 5 dành cho cầu thủ U18 Australia. Khắc Lương, Hoàng Phúc. Trong hiệp 2 này, thủ môn Yelini rất nhàn rỗi. Đến lúc này, trọng tài người Lào Suoy Vongkham đã rút ra 6 thẻ vàng.
U18 Việt Nam mới chỉ phải nhận một thẻ vàng. Garecic vào sân thay cho Kevin Thomas Aquila và cũng thay cầu thủ này đá hậu vệ phải cho đội hình của U18 Australia. Công đến đang bị đau. Chúng ta xem lại tiếng này. Pha va chạm giữa Công đến và Lexman Brook. Khắc Lương. Tiến Long. Công đến. Xuân Tạo. Lương. Minh Trọng. Popovic. Vẫn là cầu thủ 18 Australia. Lesman Brook. Phút thứ 81 của trận đấu. Tiến Long. Sau đây 2 ngày U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Singapore cũng vào lúc 19:30. Trước đó U18 Australia gặp U18 Thái Lan. Thái Lan sau 2 trận chỉ được 1 điểm. Ngày ra quân hòa Singapore 1 đều. Và trong ngày hôm nay trận đá sớm đã thua Campuchia 3-4. Pha bóng đối mặt, không vào. Tình huống cứu thua xuất sắc của Ielinie. Cơ hội được dành cho Lesman Brook. Lesman Brook đã không thể ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Pha bóng đối mặt rất ngon ăn. Đập nhả rất hay. Tilio. Đường truyền của Garecic. Sút bóng. Pha bóng rất đẹp mắt. Cú đá nửa này của cầu thủ Australia và thủ môn U18 Việt Nam Ielini cũng đã trổ tài. Bắt gọn. Tilio. Vừa rồi là những phút mà Australia đã nắm lại thế chủ động. Chúng ta xem lại pha đỡ bóng bằng đùi, sau đó xoay người dứt điểm và vẫn là Lexman Brook.
rất xuất sắc. Pha phát bóng chính xác của Ielinie. Ở tình huống mà U18 Australia đưa tỷ số lên 3-0, Ielinie bắt bóng không dính, bóng bật ra. Tuy nhiên đó là pha bóng rất hóc hiểm. Dứt điểm, không được. Quá đáng tiếc. Đó là Võ Nguyên Hoàng. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi hết sức kiên cường. Tình huống áp sát của Alex Mills. Xuân Tạo. Ielinie đã kịp băng ra. Cách biệt vẫn đang là 2 bàn. Tuy nhiên ngày hôm nay U18 Việt Nam vẫn có những điểm sáng trong cả tinh thần cũng như lối chơi và sự hiện của từng cá nhân. Minh Trọng. Lesman Brook. Hết sức nguy hiểm. Thêm một pha bắt bài xuất sắc của Ielinie. Ielinie đã chơi quá hay ngày hôm nay. Phút thứ 87. Một số vị trí U18 Việt Nam đã có biểu hiện xuống sức. Đó là điều rất dễ hiểu. Bởi vì lúc này đã là cuối trận và thi đấu với đối thủ to cao như Australia, những pha va đập sẽ mất sức nhiều hơn. Xuân Tạo. Minh Trọng. Nguyên Hoàng đi bóng vào trong. Đội bạn to cao rất khỏe, không dễ gì có thể đè được để đi vào trong. Rất nỗ lực. Pha dâng cao của trung vệ Khắc Lương. Cầu thủ số 8 và sân tay người của Australia có dáng người và mái tóc làm cho chúng ta nhớ đến hai anh em Da Silva. Người Brazil từng chơi cho Manchester United, Rafael và Fabio. Pha dứt điểm ra ngoài.
đó là Phạm Văn Hữu. Không thành công. Quả phạt cho 18 Australia. Trọng tài đã thổi phạt Xuân Bình. Cầu thủ Việt Nam nhắc trọng tài Xuôi Vong Kham trừ giờ. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. Quả phạt có cự ly khoảng 20 mét. Lexman Brook. Có vẻ như Lexman Brook rất nóng lòng ghi thêm bàn thắng. Ngoài một bàn thắng thì anh đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Rất thoáng, Xuân Tạo. Không hiểu nhau. Xuân Tạo và Văn Hữu đã không hiểu nhau. Đã lấy được bóng, Xuân Tạo. Xuân Tạo. Ném biên cho cầu thủ Việt Nam. Chuyền vào. Pha băng ra bắt bóng chính xác của thủ môn Nojem. Trong lịch sử của giải nhà nghề Australia thì đến bây giờ Melbourne Victory và Sydney mỗi đội đã 4 lần vô địch, Brisbane 3 lần vô địch. Các đội Central Coast Mariners, Adelaide United và Newcastle Jets mỗi đội đã 1 lần đăng quang. Hiện nay trong thành phần của U23 Việt Nam có cầu thủ gốc Australia là Martin Law. Martin Law là cầu thủ của đội Anh nhất phố hiến. Và như vậy là U18 Australia đã có bàn thắng thứ tư. Pha đi bóng và dứt điểm bóng từ từ đan vào lưới. Bàn thắng của Tilio. Những giây cuối cùng rồi. Tilio đã lập hat-trick rất khéo léo. Cầu thủ gốc Italia Marco Tilio thêm một lần tỏa sáng. Tilio ngày hôm nay không có nhiều bóng chèn công được như Lesman Brook, nhưng rất có duyên ghi bàn. Phạt góc cho 18 Việt Nam. Có thể là quả phạt góc cuối cùng. Chuyển vào. Áp sát cầu môn. Cuối cùng thì thủ môn Nojem đã bắt được bóng.
Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. 4-1 cho 18 Australia là tỷ số cuối cùng. Lúc này tại bảng B, Australia chắc chắn là đội bóng mạnh nhất. Không chỉ trải qua hai trận toàn thắng mà họ còn thể hiện cách chơi khác biệt so với phần còn lại bảng B. U18 Việt Nam mặc dù thua đậm nhưng đã có một trận đấu đầy nỗ lực, và ở một góc nhìn nào đó thì tỷ số không nói